Theo lời giới thiệu của Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn Toàn, thôn Hương Tiến, nơi đang triển khai mô hình nuôi gà thả vườn cho hiệu quả cao. Dẫn chúng tôi vào xem vườn thả gà với trên 2.000 con gà đang lớn lên từng ngày, anh Toàn kể, trước đây gia đình anh là hộ nghèo, sức khỏe có nhưng loay hoay với bài toán xóa đói giảm nghèo đâu có dễ. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng với sự học hỏi của gia đình, tận dụng lợi thế nhà có đất, có vườn, anh quyết định nuôi gà thả vườn. Mới đầu khi nuôi, do chưa có kinh nghiệm nên con giống của anh bị chết dần đến hơn một nửa số giống ban đầu. Nhưng được hướng dẫn của xã cùng với sự học hỏi của gia đình, nên anh thường xuyên tiêm đầy đủ các mũi tiêm phòng bệnh theo quy định. Trong quá trình nuôi gà, gia đình thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi để không bị bệnh cũng như tránh mùi hôi tại khu vực ảnh hưởng đến người dân. Không phụ công anh, đàn gà mía F1 đã lớn nhanh chóng và cho thu nhập ổn định. Mấy năm đầu, cứ sau 3 tháng nuôi xuất bán, anh thu được một khoản lãi. Anh tính toán một năm nuôi 3 lứa, thu nhập cũng được nâng lên và gia đình anh thoát nghèo vào năm 2013. Có thời điểm cùng một lứa nuôi 3.000 con, lứa gà anh Toàn đang nuôi khi xuất bán ước trọng lượng đạt khoảng 2,5 kg trên một con. Giống gà mía cho thịt ngon và chắc nên bán được giá cao từ 70.000 đồng trên 1 kg. Hoạch toán kinh tế khi bán hết lứa gà 1.000 con, anh thu về khoảng 30 triệu đồng tiền lãi. Với kinh nghiệm đã có, gia đình anh Toàn nuôi kế tiếp và mỗi năm xuất bán 5 lứa với hơn 1 vạn con cho thu nhập bình quân 300 triệu trên một năm. Anh Toàn cho biết, do gia đình anh có diện tích chăn thả rộng nên gà khỏe mạnh, chỉ cần đảm bảo máng ăn, nước uống đầy đủ là gà có thể tự do phát triển. Cách nuôi gà cũng rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian chăm sóc. Gà con từ 1 đến 2 tháng tuổi cho ăn 100% cám công nghiệp và trước khi bán cho ăn với tỷ lệ 1 cám 1 ngô, đảm bảo thịt gà chắc và thơm ngon. Nhờ được cán bộ khuyến nông trực tiếp xuống tư vấn, hỗ trợ kiến thức phòng bệnh nên đàn gà của gia đình anh phát triển ổn định, không bị dịch bệnh. Với ý chí vươn lên học hỏi, cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự tư vấn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, mô hình nuôi gà vườn đồi của gia đình anh Bùi Văn Toàn là một trong những điển hình về phát triển chăn nuôi thoát nghèo, đem lại thu nhập khá cho hộ gia đình. Từ đó khuyến khích người dân trong vùng học tập, mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.